về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay về danh. Xin chào tất cả các bạn học sinh thân mến, cô Trang rất vui được gặp lại các bạn trong bài học của chúng ta ngày hôm nay. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục đi thực hành đọc một văn bản nữa nằm trong chủ đề khác biệt và gần gũi. Nhưng trước khi đến với bài học ngày hôm nay thì chúng mình sẽ cùng nhau đến với một hoạt động đầu tiên, đó chính là hoạt động khởi động. Chúng mình sẽ cùng nhau suy ngẫm về hai câu hỏi rất là quen thuộc trong chủ đề mà chúng ta đã từng tìm hiểu, đó là khác biệt và gần gũi. Câu hỏi của chúng ta như sau: em đã từng bị cười nhạo hay chưa? Hay là em đã từng chứng kiến cảnh bạn mình bị cười nhạo hay chưa? Và em cảm thấy cái hành động đó có vô lý hay không? Câu hỏi số 2: chúng ta cần ứng xử như thế nào khi bị người khác cười nhạo? Vậy thì với hai câu hỏi này gợi ra chúng ta một cái tình huống học đường đã từng xuất hiện và có thể đã rất là quen thuộc với một số bạn đang xem video, đúng không ạ? Khi mà chúng ta đi học thì chúng ta dễ dàng bắt gặp cảnh rất nhiều bạn trong lớp cười nhạo một bạn, có thể vì là bạn ấy bị một bạn khác vô tình hoặc là cố ý gắn một hình ảnh, gắn một mảnh giấy có cái nội dung không hay đằng sau lưng, và rất nhiều bạn cười nhạo bạn ấy vì bạn ấy không biết điều đó, đúng không ạ? Và trước những cái hành động mà bị người khác chế nhạo như thế thì có nhiều người đã lựa chọn rất là nhiều cách ứng xử khác nhau. Ví dụ như là im lặng, hoặc là lên tiếng tố cáo. Tố cáo có thể thể hiện qua hành động trực tiếp phản ứng lại ngay, hoặc là tố cáo lại với thầy cô giáo. Vậy thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu một văn bản nói về đề tài liên quan tới vấn đề mà chúng ta khởi động. Đó chính là vấn đề liên quan tới bắt nạt và cười nhạo chế giễu người khác. Văn bản mang tên là Tiếng cười không muốn nghe của tác giả Minh Đăng. Văn bản này thì nằm ở trong sách giáo khoa Ngữ văn lớp 6, bộ sách Kết nối tri thức. Chúng mình sẽ cùng nhau đến với nội dung đầu tiên, phần 1 La Mã, đọc và tìm hiểu chung. Phần 1 nhỏ, đọc văn bản. Đối với văn bản ngày hôm nay thì các bạn lưu ý cho cô, chúng ta sẽ đọc với giọng đọc to này, rõ ràng, lưu loát, phân biệt được giọng của nhân vật và giọng của người kể chuyện. Bây giờ cô mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau quan sát vào trong sách giáo khoa để theo dõi nội dung của văn bản. Tiếng cười không muốn nghe của tác giả Minh Đăng. Mỗi khi được nghe tiếng cười tươi trẻ, hồn nhiên của bạn bè trong lớp hay của ai đó bên ngoài, tôi đều cảm thấy ấm lòng. Nó như truyền thêm cho tôi niềm vui sống, sự yêu đời. Hóa ra tiếng cười có nhiều âm sắc, chứ nhiều hàm ý. Có tiếng cười trao gửi niềm tin yêu, có tiếng cười thay cho một lời cảm ơn, một tình cảm chân thành muốn nói, có tiếng cười hài hước, dí dỏm, khiến người ta quên cả mệt nhọc, có tiếng cười phê phán những thói hư tật xấu. Tuy nhiên, tôi cũng biết rằng, trong cuộc sống hàng ngày, còn có những tiếng cười mà người ta không bao giờ muốn nghe, không bao giờ chờ đợi. Những tiếng cười khiến ta phải phiền lòng, khó chịu và ước sao nó không hướng vào mình. Ấy là kiểu cười được nói đến trong câu tục ngữ: cười người chớ vội cười lâu, cười người hôm sắc, hôm sau người cười. Câu tục ngữ nêu lên bài học không nên mải cười cợt người khác, bởi biết đâu bản thân mình cũng có lúc lộ ra những nét đáng chê cười. Kiểu cười mà câu tục ngữ nhắc nhở đồng nghĩa với chê bai, mỉa mai, rẻ bỉu. Người cười cảm thấy mình ở một vị trí rất cao, tự cho mình quyền phán xét, cười nhạo kẻ khác. Lý do để cười thì muôn hình vạn trạng, một sai phạm, một lỗi lầm, một dị tật, một tính cách, một sở thích của người nào đó. Hay đơn giản, cười vì người khác có nhiều điều không giống ta. Trên đời không ai hoàn hảo cả, ai cũng có mặt tốt, mặt xấu, có ưu điểm, khuyết điểm, khó tránh được va vấp, sai lầm. Điều quan trọng là biết nhận ra những điểm yếu của mình để tự khắc phục. Cười cợt về lỗi lầm, khuyết điểm của người ta, kẻ cười chỉ cốt thỏa mãn ý thích không mấy tốt đẹp. Đó còn là cách để tự đề cao mình. Nhưng họ đâu biết rằng, nhiều khi bản thân cũng vướng phải những điều mà mình đã từng chê bai. Hãy nghĩ kỹ xem, lúc ấy mình có đáng bị chê cười không? Văn bản này còn khá là dài và cô Trang sẽ không đọc tiếp nữa. Các bạn sẽ về nhà đọc cho cô thật kỹ nội dung của văn bản này nhé.
Bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau chuyển sang nội dung thứ hai, tìm hiểu về tác giả và tác phẩm của văn bản này. Thứ nhất là về tác giả của văn bản, đó là tác giả Minh Đăng. Thứ hai là về phương thức biểu đạt chính của văn bản này, đó là phương thức nghị luận. Thứ ba là về xuất xứ của văn bản. Văn bản này được trích trong tạp chí Hồng Lĩnh, xuất bản năm 2020. Tiếp theo là phân chia bố cục của văn bản. Văn bản này có cách phân chia bố cục là 3 phần. Phần thứ nhất là từ đầu cho tới cười người hôm trước, hôm sau người cười. Nội dung của phần 1 là giới thiệu vấn đề, những cái ý nghĩa khác nhau của tiếng cười. Phần 2 là nội dung tiếp theo cho tới thái độ thán phục, đã chứng minh vấn đề, đó là thái độ suy nghĩ của người viết đối với vấn đề được nói đến ở trong bài văn nghị luận. Cuối cùng là phần 3, đã khẳng định lại vấn đề, phương thuốc hữu hiệu nhất để chữa căn bệnh này chính là nhân ái và sự cảm thông. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung quan trọng nhất của văn bản. Phần 2 là mã, tìm hiểu chi tiết để khám phá nội dung của văn bản. Câu hỏi đầu tiên, đó là những đặc điểm cho thấy tiếng cười không muốn nghe là một văn bản nghị luận. Vậy thì nhiệm vụ của chúng ta là chúng ta sẽ chỉ ra đối với thể luận, đối với một bài văn nghị luận thì sẽ cần phải có vấn đề nghị luận này, sẽ có luận điểm này, sẽ có lý lẽ và dẫn chứng. Vậy thì đối với văn bản này, nó được phân chia ra như thế nào và dấu hiệu của nó như thế nào? Văn bản sẽ gồm bố cục, đó là 3 phần: mở bài, thân bài và kết bài. Mở bài thì nêu vấn đề nghị luận, thân bài thì chứng minh cho vấn đề, và phần kết bài là tóm gọn lại vấn đề nghị luận hay là rút ra bài học. Đối với phần mở bài thì đầu tiên tác giả đã giới thiệu ra nhiều âm sắc, nhiều hàm ý và nhiều ý nghĩa của tiếng cười. Thứ hai là tác giả đã dùng một cách dẫn dắt vấn đề vô cùng đặc biệt, đó là nhắc đến câu tục ngữ cười người chớ vội cười lâu, cười người hôm trước, hôm sau người cười, để nhắc đến kiểu cười khiến người khác phiền lòng và cảm thấy khó chịu. Đây chính là nội dung của phần mở bài, giới thiệu vấn đề thông qua câu tục ngữ. Thứ hai là phần thân bài. Thứ nhất, tác giả đã đi vào phân tích cho chúng ta về ý nghĩa của câu tục ngữ là gì. Đó là nêu ra bài học từ câu tục ngữ. Thứ hai, đã nêu ra ý nghĩa điệu cười mà trong câu tục ngữ nhắc đến. Đó là ý nghĩa mỉa mai này, là chê bai và dè bỉu người khác. Và tiếp theo là tác giả đã đưa ra những cái lý lẽ để bảo vệ cho quan điểm, cho suy nghĩ của mình. Thứ nhất là nêu ra lý do để cười. Có rất nhiều lý do để cười, là lý do là muôn hình vạn trạng. Thứ hai, đã khẳng định ý kiến của mình là mọi người sinh ra không ai là hoàn hảo cả, và quan trọng là chúng ta phải biết nhận ra lỗi lầm của mình để khắc phục. Tiếp đến là tác giả đã khẳng định giá trị của sự khác biệt, đã tạo nên sự đa dạng phong phú cho cả cộng đồng. Và tiếp theo là nêu ra phản ứng của mỗi người khi bị cười cợt là khác nhau. Có người thì im lặng, có người thì phản kháng lại, đúng không ạ? Tiếp theo là nêu ra thái độ đúng đắn trước sai lầm, trước khuyết điểm của người khác, là nói rõ sự thật và góp ý chân thành. Thì đây chính là cách triển khai vấn đề, triển khai lý lẽ ở trong phần thân bài để chứng minh cho luận điểm, cho quan điểm của tác giả. Tiếp đến là nêu ra dẫn chứng. Dẫn chứng ở trong bài này là gì ạ? Là chú Nam, một người tật nguyền, và hành trình của chú từ để khẳng định bản thân, để khiến cho mọi người xung quanh phải trầm trồ, phải thán phục, thay vì là cười chê, dè bỉu chú như ban đầu. Thì đây chính là lý lẽ và dẫn chứng ở trong phần thân bài. Tiếp đến là phần kết bài. Phần kết bài, tác giả đã nêu ra, triển khai vấn đề một cách rất là độc đáo. Đó là đối thoại người đọc. Bạn đã bao giờ cười chê một người khiếm khuyết hay chưa, đúng không ạ? Đối diện với cái câu hỏi này, chắc chắn rằng là người đọc sẽ trả lời một cách thành thật rằng là chúng ta chưa ai là chưa từng cười chê người khác, đúng không ạ? Tiếp theo, tác giả khẳng định luôn ạ, chê bai người khác là một nhược điểm trong tính cách con người, nhưng
có thể chữa trị được, đúng không ạ? Từ này là một từ khóa vô cùng quan trọng, là nhược điểm nhưng có thể chữa trị được, giống như là một căn bệnh. Và cách chữa trị nhất, cách chữa trị hữu hiệu nhất đối với căn bệnh này là lòng nhân ái, là sự cảm thông, là sự bao dung trước lỗi lầm và sự khác biệt của người khác. Thì đây chính là cách triển khai vấn đề ở trong phần kết bài. Vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau nhìn lại những cái yếu tố để cho thấy được rằng văn bản này là văn bản nghị luận. Thứ nhất, văn bản này đã bàn về vấn đề trước những cái sai lầm, thiếu sót của người khác, cần có thái độ góp ý chân thành, chứ không phải là cất lên tiếng cười hả hê, chê bai, chế nhạo người khác. Và phương thuốc hữu hiệu nhất để chữa căn bệnh này chính là lòng nhân ái, sự cảm thông của con người. Thứ hai là để cho vấn đề trở nên thuyết phục người đọc thì văn bản đã đưa ra những cái lý lẽ, đúng không ạ? Nêu ra các tiếng cười đẹp, tiếng cười xấu, các cách ứng xử khác nhau khi mà bị chê bai, đưa ra ví dụ cụ thể của việc bị người khác chê bai và đi đến kết luận căn bệnh này có thể chữa trị được. Và tiếp theo là để chứng minh cho các lý lẽ đó thì tác giả đã đưa ra các bằng chứng, các ví dụ cụ thể để cho vấn đề cười nhạo người khác, để người khác hiểu được rằng, để chúng ta hiểu được rằng cười nhạo người khác là xấu xa như thế nào. Thì đây là những cái yếu tố để chúng ta thấy được rằng đây chính xác là một văn bản nghị luận. Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về ý nghĩa khác nhau của tiếng cười. Tác giả đã đưa ra rất nhiều ý nghĩa khác nhau của tiếng cười. Có tiếng cười thì trao gửi một niềm tin yêu. Có tiếng cười thì thay cho một lời cảm ơn, một tình cảm chân thành mà mình muốn nói. Có tiếng cười thì hài hước, dí dỏm, khiến cho người ta quên đi mệt nhọc. Có tiếng cười thì phê phán những thói hư tật xấu. Rất là nhiều ý nghĩa của tiếng cười. Nhưng trong bài văn ngày hôm nay chúng ta tìm hiểu thì tiếng cười có điều gì đặc biệt? Thì tác giả đã dẫn luôn ra câu văn để nêu ra vấn đề nghị luận. Nhưng tiếng cười được bàn luận trong bài viết này là tiếng cười ta không bao giờ muốn nghe, không bao giờ chờ đợi. Những tiếng cười khiến ta phải phiền lòng, khó chịu và ước sao nó không hướng vào mình. Đó là sự cười nhạo, chê bai của người khác. À đấy, đây chính là những cái tiếng cười mà tác giả muốn nhắc tới ở trong văn bản này. Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về thái độ, suy nghĩ của người viết nêu ra ở trong văn bản này. Vậy thì trong văn bản này, tác giả nêu ra những cái thái độ như thế nào? Nó tập trung nhiều nhất ở phần thân bài. Đó là cách tác giả phân tích câu tục ngữ này, đúng không ạ? Nêu ra bài học, nêu ra ý nghĩa, nêu ra lý lẽ, lý do để cười, khẳng định ý kiến, giá trị của sự khác biệt, phản ứng của mỗi người, thái độ của mỗi người trước sai lầm của người khác. Và nêu ra dẫn chứng, đó chính là chú Nam. Vậy thì thông qua cái hệ thống này, thông qua hệ thống lý lẽ này, dẫn chứng ở trong bài, trong phần thân bài này, tác giả đã nêu ra thái độ của mình như thế nào? Trước hết, đó là tác giả đã cho rằng lý do cười nhạo người khác đơn giản vì người khác có điều không giống ta, đúng không ạ? Thứ hai là từ cái lý do này thì tác giả đã nhận xét trên đời này không có ai là hoàn hảo cả. Điều quan trọng là biết tự nhận ra điểm yếu của mình để khắc phục. Và những người đi chê bai không nghĩ rằng khi họ cũng vướng vào những sai lầm đó thì họ có đáng bị cười hay không. Thì đây chính là những cái quan điểm của tác giả. Từ hai cái quan điểm này, cách triển khai này và quan điểm này, thì tác giả đã nêu ra sự khác biệt của mỗi người chính là yếu tố quyết định giá trị của mỗi con người, và nên không có lý do gì để đáng bị người khác cười. Và nếu ai đó bị cười nhạo, tác giả đã đặt ra câu hỏi và họ có cảm thấy dễ chịu hay không. Thì đây chính là cách mà tác giả triển khai vấn đề, giống như là đưa mình, đặt mình vào trong vị trí của một người bị cười nhạo và đưa ra câu hỏi để hỏi chúng ta, đặt ra vấn đề đối với mỗi chúng ta. Và dường như rằng là chúng ta sẽ gặp chính bản thân mình trong từng câu hỏi của tác giả. Tiếp theo, đó là những cái bằng chứng, hệ thống lý lẽ được xuất hiện ở trong văn bản này. Vậy thì để chứng minh
các lý lẽ đó, thì tác giả đã đưa ra các bằng chứng nào để cho thấy được rằng là vấn đề cười nhạo người khác là xấu xa như thế nào? Thì các bạn có thể quan sát ở trong sách giáo khoa và thấy được rằng là tác giả đã đưa ra những cái bằng chứng, ví dụ cụ thể là hình ảnh của chú Nam, một người bị tật nguyền, một người dị tật có bước đi khập khiễng và khó khăn. Và chính chú Nam đã khiến cho mọi người trước đây chế nhạo chú, bắt chước dáng đi nghiêng nghiêng của chú, làm cho hề. Thì bây giờ đã khi mà chú dự thi vào cuộc thi trung cấp âm nhạc thì mọi người lại cười nhạo nói rằng Chuông Khánh còn chẳng ăn ai, nữa là mảnh chĩnh vứt ngoài bờ tre. Thế nhưng mà khi mà chú tham gia vào cuộc thi rồi, nhờ vào sự kiên trì, thái độ khiêm nhường, kiên nhẫn của bản thân cùng với sự khích lệ, sự động viên của bố, thì chú Nam đã là cây độc tấu có hạng trong một đoàn nghệ thuật. Và trước sự thành công của chú thì sự chê bai nhạo báng của chú, nhạo báng chú Nam đã phải trả giá bằng việc giờ đây mọi người đã thán phục trước tài năng và sự quyết tâm của chú, đúng không ạ? Thì đó chính là cách mà tác giả lấy dẫn chứng một cái ví dụ thực tế ở ngoài đời để làm sáng tỏ cho lý lẽ và bằng chứng mà mình đưa ra. Tiếp theo là phần kết thúc vấn đề. Vậy thì kết thúc vấn đề ở trong văn bản này có điều gì đặc biệt? Chúng ta sẽ cùng nhau trả lời câu hỏi. Lòng nhân ái, sự cảm thông là phương thuốc hữu hiệu để trị căn bệnh cười nhạo người khác. Em có đồng ý hay không và vì sao? Đây cũng chính là cái câu văn chủ đề mà tác giả nhắc tới ở phần cuối của đoạn văn bản. Đối với phần này thì chúng ta thấy được rằng chính lòng nhân ái, sự cảm thông là phương thuốc hữu hiệu để chữa căn bệnh cười nhạo và chế giễu người khác. Bởi vì trong mỗi chúng ta đều tồn tại sự cảm thông, sự chia sẻ người khác, sự bao dung cho những cái lỗi lầm người khác. Và chính sự cảm thông và sự nhân ái đó mới có thể khiến cho chúng ta bao dung trước cái sự khác biệt giữa bản thân mình và người khác, và bao dung cho những lỗi lầm của người khác. Và chúng ta hãy đặt mình vào vị trí, vào hoàn cảnh của người khác để suy nghĩ, để thức tỉnh, để không bao giờ có chỗ cho sự cười chê và sự nhạo báng người khác xuất hiện. Đó chính là nội dung và thông điệp của văn bản này. Như vậy thì có một trong bài văn này thì có dẫn ra một số câu tục ngữ nói về cách ứng xử, về cách ứng xử trong cuộc sống. Ví dụ như là chim khôn kêu tiếng rảnh rang, người khôn nói tiếng dịu dàng dễ nghe. Hoặc là chúng ta có thể bắt gặp những cái câu thành ngữ khác như là lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Hay là những cái câu khác ví dụ như là kim vàng ai nỡ uốn câu, người khôn ai nỡ nói nhau nặng lời. Thì đây chính là những cái câu nói, một số cái câu tục ngữ nói về cách ứng xử trong cuộc sống. Như vậy thì trong thời lượng của video ngày hôm nay, cô Trang cùng với các bạn chúng ta vừa cùng nhau tìm hiểu xong nội dung của văn bản Tiếng Cười Không Muốn Nghe. Bài học của chúng ta đến đây là kết thúc và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Khóa học viên rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của viên rách.